Chào mừng các bạn đã quay trở lại với part 10 của series Những từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu về những tính từ có độ khó cao ở trong bài thi nhé. Let's get started! Các tính từ ngày hôm nay bao gồm Reliable, Reliable, Courteous, Courteous, Stable, Stable, Unprecedented, Unprecedented, Predictable, Predictable. Và từ cuối cùng của chúng ta, Obsolete, Obsolete. Giờ thì hãy cùng lấy sách vở ra và ghi chép lại ngay nhé. Tính từ đầu tiên mà chúng ta sẽ gặp trong ngày hôm nay đó chính là tính từ reliable. Từ này thì mang nghĩa là xác thực hoặc là đáng tin cậy, và chúng ta có một từ đồng nghĩa cho nó, đó là từ dependable. Dependable. Và chúng ta sẽ có các cụm từ sau đây: reliable supplier, reliable supplier. Cụm này thì mình có thể dịch là nhà cung cấp đáng tin cậy. Hay chúng ta có cụm reliable information, reliable information, thông tin đáng tin cậy. Và cụm cuối cùng, reliable evidence, reliable evidence. Cụm này thì mình dịch là bằng chứng, chứng cứ đáng tin cậy. Ví dụ câu cho từ này như sau: Currently, investors do not always have access to reliable information when they need it. Câu này thì mình có thể dịch là: Hiện tại thì các nhà đầu tư không phải lúc nào cũng có sự tiếp cận với những cái thông tin đáng tin cậy mà họ cần. Từ số 2 của ngày hôm nay đó chính là tính từ courteous. Từ này thì chúng ta có thể dịch là lịch sự này, hoặc là tỏ ra tôn trọng với một ai đó hoặc một việc nào đó. Chúng ta có hai câu ví dụ như sau: The ticket clerk was courteous and helpful. Câu này thì mình dịch là người bán vé thì luôn luôn tỏ ra lịch sự và rất là tốt bụng. Hay chúng ta có ví dụ số 2: Although she often disagreed with me, she was always courteous. Câu này thì mình có thể dịch là: Mặc dù là cô ấy luôn bất đồng với tôi, nhưng mà cô ấy lúc nào cũng tỏ ra lịch sự. Từ số 3 mà chúng ta sẽ gặp trong ngày hôm nay đó chính là tính từ stable. Và từ này thì không còn xa lạ gì với các bạn nữa rồi. Nó mang nghĩa là ổn định. Và chúng ta sẽ có hai cụm ví dụ sau đây: Stable economy, stable economy. Cụm này thì chúng ta dịch là nền kinh tế ổn định. Hay chúng ta có cụm khác, đó là stable job, stable job. Cụm này thì là điều mà ai cũng mong muốn này, đó là công việc ổn định. Ví dụ câu của từ này như sau: She's in the hospital in stable condition. Cô ấy đang ở bệnh viện với một cái tình trạng rất là ổn định. Tính từ số 4 của chúng ta trong ngày hôm nay: Unprecedented. Từ này thì mang nghĩa là chưa từng gặp hoặc chưa từng xuất hiện trong quá khứ. Chúng ta có hai cụm ví dụ sau đây: Unprecedented disaster, unprecedented disaster. Cụm này thì có thể dịch là thảm họa chưa từng xảy ra. Hay chúng ta có cụm unprecedented unemployment rate, unprecedented unemployment rate. Chúng ta có thể dịch cụm này là tỷ lệ thất nghiệp chưa từng thấy. Ví dụ câu của chúng ta cho từ này như sau: The situation is unprecedented in modern times. Chúng ta có thể dịch là tình huống này là chưa từng xuất hiện trong thời đại hiện đại. Từ số 5 của chúng ta đó chính là tính từ predictable. Từ này thì mang nghĩa là có thể dự đoán được.
Chúng ta có các ví dụ sau đây. A predictable result. A predictable result. Cụm này mang nghĩa là kết quả có thể đoán trước được. Hay chúng ta có cụm a predictable sitcom. A predictable sitcom. Cụm này chúng ta có thể dịch là một bộ phim hài tình huống có thể đoán được. Cùng lấy một ví dụ câu vui vui một chút nhé. Chúng ta có He's very nice, but I find him rather dull and predictable. À, anh ấy thì rất là tốt đấy, nhưng mà tôi cảm thấy là anh ấy hơi bị nhạt nhẽo và dễ đoán một chút. Tính từ cuối cùng mà chúng ta sẽ gặp hôm nay đó chính là obsolete. Từ này thì mang nghĩa là lỗi thời, và có lẽ là chúng ta đang nghĩ tới một cái cụm khác cũng mang nghĩa là lỗi thời và nó quen thuộc hơn một chút, đó chính là out of date. Out of date. Rồi, chúng ta sẽ có những ví dụ như sau. Obsolete technology. Obsolete technology. Câu này thì mình dịch là công nghệ lỗi thời. Hay chúng ta có cụm obsolete equipment. Obsolete equipment. Thiết bị lỗi thời. Chúng ta có ví dụ câu sau đây. Payment by check will soon be obsolete. Thanh toán bằng séc thì sớm sẽ bị lỗi thời. Đó là kết thúc part 10 của series những từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.